Cô xin thân mến chào các em. Hôm nay cô sẽ đến với một bài giảng của tuần 23 với môn toán lớp 3 qua bài Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Cô sẽ kiểm tra lại một số kiến thức cũ của các em. Bây giờ các em hãy đặt tính rồi tính. 1327 nhân 3. Chúng ta hãy cùng so sánh với kết quả của cô nhé. Bạn nào được kết quả là 3981 thì hãy cho mình một tràng vỗ tay nào. Chúng ta cùng sang phép tính thứ hai. 1253 nhân 2. Chúng ta cùng xem kết quả của mình nào. Bạn nào được kết quả là 2506 thì chúng ta hãy tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay nhé. Như vậy các bạn vừa mới thực hiện phép tính nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Các bạn theo dõi cho cô. Cô có một đề toán như sau. Để cung cấp khẩu trang cho người dân trong tình hình dịch COVID-19, một đội công nhân mỗi ngày sản xuất được 1.427 chiếc khẩu trang. Hỏi trong 3 ngày cùng với mức sản xuất như thế, đội công nhân đó sản xuất được bao nhiêu chiếc khẩu trang? Các bạn hãy đọc đề và suy nghĩ. Đặt cho cô phép tính của đề bài để tìm kết quả nhé. Theo đề bài trên, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 1427 nhân 3 để tìm kết quả. Bạn nào có phép tính giống cô là bạn đã tìm được phép tính đúng. Vậy bây giờ, để thực hiện được phép tính 1427 nhân 3, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Qua bài nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số các bạn đã học, thì phép tính này chúng ta cũng sẽ thực hiện đặc tính giống y như thế. Đầu tiên, cô sẽ viết thừa số 1427. Cô sẽ viết tiếp thừa số thứ hai là 3. Sao cho chữ số 3 sẽ thẳng cột với chữ số 7 của thừa số 1427. Cô viết dấu nhân, kẻ vạch ngang. Và chúng ta sẽ thực hiện tính. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 3 nhân 7 bằng 21. Viết 1, nhớ 2. Tiếp đến cô sẽ lấy 3 nhân 2 bằng 6. Thêm 2 bằng 8. Viết 8. Bước tiếp theo, cô sẽ lấy 3 nhân 4 bằng 12. Viết 2, nhớ 1. Và bước cuối cùng, cô sẽ lấy 3 nhân 1 bằng 3. Thêm 1 bằng 4, viết 4. Vậy 1427 nhân 3 bằng 4281. Như vậy, các bạn thấy ở phép tính này,
Chúng ta sẽ thực hiện nhân và có nhớ đến 2 lần. Cô sẽ thực hiện lại 3 x 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 x 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 3 x 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 x 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Vậy 1427 x 3 bằng 4281. Phép tính trên có nhớ mấy lần? Phép tính trên có nhớ 2 lần. Nhớ ở hàng đơn vị sang hàng chục và nhớ ở hàng trăm sang hàng nghìn. Và khi đặt tính thì các bạn lưu ý, ta viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất, sao cho chữ số của thừa số thứ hai thẳng cột với chữ số ở hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Nghĩa là trong phép tính này thì thừa số 3 sẽ thẳng cột với chữ số 7 của thừa số 1427. Thứ tự thực hiện phép tính thì chúng ta cũng thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái và chúng ta nhân từng chữ số 1. Cô xin nhắc lại, chúng ta sẽ thực hiện thứ tự các bước bắt đầu từ phải sang trái và nhân từng chữ số 1, nghĩa là từ hàng đơn vị sang hàng chục, rồi đến hàng trăm và cuối cùng là hàng nghìn. Như vậy các bạn vừa mới nắm được cách thực hiện đặt tính và tính số nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Ở đây là có nhớ 2 lần. Tương tự như vậy chúng ta sẽ áp dụng những điều đã học ở trên vào bài tập 1 trang 115. Bài 1 yêu cầu các bạn tính. Ở bài 1 gồm có 4 phép tính: 2318 x 2, 1092 x 3, 1317 x 4, 1409 x 5. Các bạn hãy thực hiện theo thứ tự các bước như cô đã hướng dẫn ở trên. Chúng ta có bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu các bạn đặt tính rồi tính. Khi đặt tính, các bạn cũng lưu ý viết thừa số thứ nhất, rồi sau đó chúng ta viết thừa số thứ hai, sao cho thừa số thứ hai thẳng cột với chữ số ở hàng đơn vị của thừa số thứ nhất, viết dấu nhân, kẻ vạch ngang và bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện tính từng hàng một bắt đầu từ phải sang trái. Đây là 4 phép tính đã được đặt tính, chúng ta hãy lưu ý và thực hiện cho đúng nhé. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn bài tập 3. Bài tập 3 với yêu cầu như sau: mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu kg gạo? Ở đây các bạn lưu ý, mỗi xe chở 1425 kg gạo. Và đề bài hỏi gì? Đề bài hỏi là 3 xe như thế thì chở bao nhiêu kg gạo? Chúng ta chú ý để đặt câu lời giải cho chính xác. Sau đây là phần tóm tắt. Một xe chở 1425 kg gạo. Vậy 3 xe sẽ chở bao nhiêu kg gạo? Để tính được số kg gạo 3 xe chở được thì ta sẽ lấy số kg gạo một xe chở được nhân với 3. Các bạn hãy thực hiện đặt lời giải và giải cho thật chính xác nhé.
theo là bài tập 4. Bài 4 yêu cầu tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1.508 m. Các bạn lưu ý, ở đây đề bài cho biết một khu đất này là hình vuông và cạnh là 1.508 m, và đề bài yêu cầu chúng ta tính chu vi. Như vậy, để nhắc lại cho các bạn nhớ về cách tính chu vi thì chúng ta phải thực hiện là lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Các bạn nhắc lại nha, muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Áp dụng quy tắc này để các bạn thực hiện giải bài toán nhé. Các bạn lưu ý cho cô, ngoài cách tính chu vi bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với 4 là một quy tắc chúng ta đã được học ở học kỳ 1, thì các bạn cũng có thể thực hiện là 1.508 cộng 1.508 cộng 1.508 cộng 1.508. Nhưng cô khuyến khích các bạn nên làm theo cách là lấy độ dài một cạnh nhân 4, vì chúng ta đã học quy tắc rồi. Còn nếu chúng ta thực hiện phép tính là lấy độ dài 4 cạnh cộng lại với nhau thì nó sẽ mất thời gian nhiều hơn. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bài tập ở bài luyện tập trang 116. Bài 1 yêu cầu các bạn đặt tính rồi tính. Thì các bạn chú ý cho cô là khi đặt tính phải viết phép tính với thừa số thứ hai thẳng hàng với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Và khi tính thì cũng thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái giống như những bài cô đã hướng dẫn trước. Bài 2 yêu cầu như sau. Anh mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2.500 đồng. Anh đưa cho cô bán hàng 8.000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền? Đây là tóm tắt. Một cái bút giá 2.500 đồng. Mua 3 cái và đưa 8.000 đồng. Số tiền trả lại là bao nhiêu tiền? Muốn tìm lời giải ta cần lưu ý. Bước thứ nhất là ta phải tìm số tiền mua 3 cây bút, tức là số tiền An phải trả. Bước thứ hai, chúng ta sẽ tìm số tiền cô bán hàng cần trả lại cho An. Ta lấy số tiền An đưa trừ đi số tiền mua 3 cây bút vừa tìm được. Các em hãy lưu ý để đặt lời giải và các phép tính cho chính xác. Ở bài tập 3, yêu cầu các em tìm x. Muốn tìm x ở trong hai bài tập này thì các em phải xác định được cho cô x gọi là gì trong phép tính chia khi nó đứng trước dấu chia. Chúng ta xác định x là số bị chia. Như vậy, muốn tìm số bị chia thì ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Các bạn áp dụng cho đúng quy tắc để giải bài toán này nhé. Tiếp theo là bài 4, trang 116. Bài 4 yêu cầu viết số tích hợp vào mỗi chỗ chấm. Câu A, câu B, người ta đều cho hình như hình vẽ. Và người ta hỏi mình là có bao nhiêu ô vuông đã tô màu trong hình. Vậy ta cần tô màu thêm mấy ô vuông để tạo thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông. Còn ở câu B thì cũng tương tự như vậy, nhưng yêu cầu hỏi mình là tô thêm bao nhiêu ô vuông để tạo thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông. Để trả lời được bài toán này thì các em lưu ý phải đếm số hình vuông đã tô màu. Tô màu thêm một số hình để tạo thành hình vuông và hình chữ nhật theo đề bài yêu cầu nha các em. Như vậy, cô vừa mới hướng dẫn cho các em cách thực hiện nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, cũng như là những cái bài luyện tập để rèn luyện lại kỹ năng. Thì ở trong bài ngày hôm nay các em hãy lưu ý cho cô là chúng ta sẽ có tới 2 lần nhớ. Và mỗi khi nhớ thì các em phải nhớ nhân xong chúng ta sẽ cộng thêm cái số nhớ vào trước khi bước qua nhân qua hàng kế tiếp.
Các em hãy hoàn thành các bài tập trong phiếu học tập như cô đã hướng dẫn ở trên. Chuẩn bị ôn kỹ các bảng chia để tiết học tới sẽ thực hiện chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Tiết học đến đây đã kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau. Cô xin thân mến chào các em.